sàn nhà bằng gỗ nên nói chung là công việc nó cũng không có gì gọi là nặng nhọc. Đang ăn rất nhiều. Chị đang lên bếp nhà và dọn dẹp toilet. Chị đang chia sẻ dọn dẹp toilet. Toilet nói chung toilet bên đây nó cũng sạch sẽ chứ nó không có cái sạch sẽ Việt Nam nhiều, nói chung cũng không có gì gọi là nặng nhọc hết.